Một miền đất nằm trên châu thổ sông Hồng, một miền đất cội nguồn biển phố hiến xưa, chiến đế xanh bao quanh như dòng bay bên sông lớn, hồng hà reo vui nhãn sen bên biển lúa. Từ xa xưa, Hưng Yên nổi tiếng là vùng đất thi thư và văn hiến. Bằng chứng, trong gần 10 thế kỷ khoa cử dưới các triều đại phong kiến, Hưng Yên có 3 làng được vinh danh là làng Khoa Bản với gần 230 người đỗ đại khoa, được ghi danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và Văn Miếu Hưng Yên. Riêng huyện Ân Thi đóng góp tới 41 người, chiếm gần 1/5 số người đỗ đại khoa của cả tỉnh. Tiêu biểu là danh nhân Nguyễn Trung Ngạ, vị hoàng giáp đầu tiên của Việt Nam và là ông tổ khai khoa cho làng Khoa Bảng Thổ Hoàng. Với những cống hiến đặc biệt xuất sắc cho dân, cho nước, ông đã được phong tới chức tể tướng, tham chính trên mọi phương diện, chính trị, quân sự, ngoại giao, giáo dục, luật học, thi ca và sử học. Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trung Ngạn được đánh giá sáng rực như sao bắt đầu, cao vời vợi như núi Thái Sơn, để lại tiếng thơm muôn thuở. Hệ thống bia tiến sĩ của Văn Miếu Xích Đằng cho mọi người thấy Hưng Yên là một miền đất văn hiến thi thư, là một miền đất của những nhà khoa bảng. Ở thời Trần, chúng ta có một nhân vật hiển đạt từ thời gian rất trẻ, nhờ trí tuệ thông minh của mình và nhờ cố gắng cống hiến cả hiền cả tài là cái phẩm chất của mình ấy, cho giang sơn đất nước dưới triều đại nhà Trần. Đó là cụ Nguyễn Trung Ngạn, người Ân Thi. Thời nhà Trần đã tạo ra nhà khoa bảng của Hưng Yên, Nguyễn Trung Ngạn. Nhưng đồng thời đấy, nhà khoa bảng Nguyễn Trung Ngạn của Hưng Yên đấy, thì cũng ngược lại đóng góp phần cống hiến của mình đủ trên các phương diện. Đây là nhà chính khách, nhà chính trị có hạn của triều đại nhà Trần. Theo sử sách cũng như qua lời kể của các cụ cao tuổi của làng Cổ Hoàng, hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn sinh năm Kỷ Sửu 1289, mất năm Canh Tuất 1370, thọ 81 tuổi. Thuở nhỏ ông có tên là Cốt, sau đổi là Trung Ngạn, tự là Bang Trực, hiệu là Giới Hiên. Nguyễn Trung Ngạn, người làng Thổ Hoàng, Tổng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi, phủ Khoái Châu, nay là thôn Hoàng Cả, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, là một trong số 12 làng khoa bảng của cả nước. Lúc nhỏ, ông nổi tiếng thông minh, được người đời tôn vinh là thần đồng. Với tài năng thiên bẩm, mới 12 tuổi, ông đã thi đỗ thái học sinh. Năm 16 tuổi, ông đã xuất sắc thi đỗ hoàng giáp, hay còn gọi là tiến sĩ. Chuyện khó tin nhưng có thật ở Hưng Yên. Cụ Nguyễn Trung Ngạn, 12 tuổi đã là thái học sinh, 16 tuổi đỗ hoàng giáp tiến sĩ, thì đấy là thần đồng, đây là tài năng xuất chúng của một chính khách 24 tuổi đã làm quan ngự sử. Mặc dù còn trẻ, nhưng ở cương vị nào, Nguyễn Trung Ngạn cũng đều bộc lộ được tư chất của một nhà chính khách có bản lĩnh, thông minh và sắc sảo. Bằng chứng, năm 1314, sứ Nguyên sang nước ta. Lúc ấy, ông mới 26 tuổi, nhưng đã được vua Trần Minh Tông cử tiếp đón sứ thần và đi sứ đáp lễ. Trong chuyến công tác này, với tài ứng đối thông minh, sắc sảo, Nguyễn Trung Ngạn được đối phương hết sức nể trọng.
đặc biệt là khi qua Ung Châu, gặp những người lính đã từng sang xâm lược Việt Nam. Ông đã làm bài thơ Ung Châu, trong đó có hai câu: Tòng quân lão thú tằng kinh chiến, thuyết đáo nam chinh các tự sầu. Dịch nghĩa: những người lính già đã từng ra trận, nghe nói đến đi đánh phương Nam, ai đấy mặt ủ mày trao sầu não. Năm Giáp Tý 1324, vua nhà Nguyên sai Mã Hợp Mưu mang chiếu thư sang nước ta. Chúng ngông nghênh đi đến tận cầu Tây Thấu Trì thuộc khu cấm thành, nhưng vẫn không chịu xuống ngựa. Vua đã sai Nguyễn Trung Ngạn ra tiếp sứ. Với những lý lẽ bắt bẻ sắc sảo đầy thuyết phục, Nguyễn Trung Ngạn đã buộc Mã Hợp Mưu phải xuống ngựa, bưng chiếu thư đi bộ vào cung. Hai cái phương diện ngoại giao gồm có đi sứ, tức là sang nước người, và tiếp sứ là ở nước mình nhưng mà đón nhận, mà giao thiệp, mà thương lượng, mà đấu tranh nữa với sứ giả của nước ngoài. Của Nguyễn Trung Ngạn ở phương diện tiếp sứ thì đó là tiếp kẻ sứ thần có tên là Mã Hợp Mưu. Mã Hợp Mưu đã bày tỏ những ngông ngược cưỡi ngựa để đi vào những nơi thâm nghiêm và không chịu xuống ngựa ở ngay những trung tâm đầu não thâm nghiêm của triều chính, của danh dự nước Việt. Suốt một nửa ngày, các quan làm ngoại giao đã phải đấu tranh để buộc Mã Hợp Mưu xuống ngựa, nhưng mà vẫn không thành công. Vì thế, vua nhà Trần phải đưa Nguyễn Trung Ngạn ra. Nguyễn Trung Ngạn phản bác, đấu tranh bằng lời lẽ, kinh nghiệm, tài năng, trí tuệ, cuối cùng thì đã thành công. Mã Hợp Mưu phải xuống ngựa, phải thực hành đúng nghi lễ phong tục nước Việt. Năm 1329, vua đi tuần thú ở Đà Giang, tự thân đi đánh Ngưu Hống. Ông vâng mệnh đi theo để biên soạn thực lục. Năm 1332, ông được cử giữ chức chi thẩm hình viện kiêm an phủ sứ Thanh Hoa. Tại đây, ông đã có sáng kiến lập ra Bình Doãn Đường để xét xử. Ông cho giả soát, điều tra kỹ càng mọi vụ việc. Quá trình xét xử được tiến hành công khai, nghiêm minh, nên không ai bị xử oan hoặc bị xử quá đáng. Người đời ví ông chẳng khác nào Bao Công, vị quan nổi tiếng của Trung Quốc. Năm 1334, vua Minh Tông đem quân đi đánh Ai Lao. Ông làm phát vận sứ Thanh Hoa, chuyển lương đi trước. Thanh thế quân ta lừng lẫy, quân giặc mới nghe tin đã bỏ chạy. Vua Trần xuống chiếu, sai ông khắc chữ ghi công trên vách đá, bia Ma Nhai, hay còn gọi là Ma Nhai Kỷ Công Văn, ở núi Thành Nam, nay thuộc địa phận thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Năm 2011, bia Ma Nhai đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Lần đầu tiên, 1329, Nguyễn Trung Ngạn được cử đi theo nhà vua để làm cuộc trấn áp Man Ngưu Hống với cái chức trách ghi chép nhật lịch. Trong cái lần viễn chinh hành quân mà trấn áp cái lực lượng nổi dậy từ nước láng giềng sang và từ địa phương nổi dậy đấy, thì đã dẫn đến cái kết quả là sự thắng lợi. Và người ghi lại cái kết quả thắng lợi ấy là Nguyễn Trung Ngạn. Bút tích của bài văn Nguyễn Trung Ngạn không chỉ viết lên giấy tờ mà khắc lên mái đá. Lịch sử gọi đó là bài văn bia Ma Nhai, tức là mài đá mà viết, thì bây giờ vẫn còn dấu tích nguyên vẹn. Với tài năng vượt trội, năm 1321, ông được thăng chức thị ngự sử ở đài ngự sử. Khi đó, ông mới 33 tuổi.
Vì trái ý vua nên ông bị giáng xuống làm thông phán ở châu Viêm Lãng. Tuy nhiên, do là người có tài, có đức nên chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã được đưa về kinh thăng Thiêm Chi Thánh Từ Cung Sự, cung của hoàng thượng. Vốn nổi tiếng là người giỏi về chính sự, tại đây ông đã giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp khiến nhà vua rất hài lòng. Năm 1337, ông được bổ làm An Phủ Sứ Nghệ An kiêm việc chép quốc sử. Khi viết, ông đã lược bớt những điều rườm rà, chỉ chép điều chính, khiến cho người xem dễ hiểu, dễ nhớ. Vì thế, ông được ví như Ban Cố và Tư Mã Thiên. Không chỉ là nhà chính trị, ngoại giao, Nguyễn Trung Ngạn còn có nhiều hoạt động và đóng góp trong lĩnh vực sử học, luật pháp và văn học, thơ ca. Ông từng theo Thượng Hoàng đi chinh chiến để viết thực lục và đã từng giữ chức Quốc sử Viện Giám Tu Quốc Sử. Nguyễn Trung Ngạn là một vị quan của năm triều nhà Trần mà ông đã có cống hiến trên rất nhiều phương diện. Và đương nhiên với chúng tôi, những người làm sử, chúng tôi luôn coi ông là bậc tiền nhân, bậc tiền bối, có thể nói kiệt xuất. Khi ông đâm ra rất nhiều, và trong cái người làm sử, ông không chỉ để lại những cái sử sách, mà chỉ ông để lại một cái tư cách người làm sử. Khi đó ông là một vị quan có quyền được đàn hạt nhà vua, tức là đóng góp ý kiến cho nhà vua. Tức là sự trung thực, cái sự trách nhiệm là một trong những cái phẩm chất cần có của người làm sử. Đó là một cái tấm gương rất lớn mà chúng tôi luôn luôn noi theo. Cũng trong năm 1337, khi được giao làm tàu vận sứ Lộ Khoái Châu, ông đã có sáng kiến lập các tàu thương, tức các kho chứa thóc để chẩn cấp cho dân nghèo vào những năm mất mùa, đói kém. Sáng kiến này của Nguyễn Trung Ngạn được vua khen thưởng, đánh giá cao và xuống chiếu truyền cho các lộ khác học tập và làm theo. Nguyễn Trung Ngạn đã có những đóng góp và những sáng tạo mở đường lập kho cứu tế mà về sau này gọi là nghĩa thương, là những cơ sở đầu tiên được sáng tạo, được vận dụng, vận hành có hiệu quả và được đánh giá cao. Đấy là một trong những hoạt động mà vừa mang tinh thần trung quân ái quốc, vừa mang tinh thần sáng tạo ở con người Nguyễn Trung Ngạn. Do có đức hạnh và tài năng vượt trội, năm 1341, ông đã được triều đình triệu về kinh và giao giữ chức Đại Doãn Kinh Sư Thăng Long. Đây là một vinh dự vô cùng lớn đối với Nguyễn Trung Ngạn. Vì dưới triều vua Trần, những người được cử giữ chức vụ này đều là những nhân vật danh tiếng, được triều đình hết sức tin cậy và coi trọng. Cùng với đảm nhận chức vụ Đại Doãn Kinh Sư Thăng Long, ông còn được vua Dụ Tông đặc biệt tin tưởng, giao cho ông cùng với Trương Hán Siêu biên soạn bộ sách Hoàng Triều Đại Điển và khảo soạn bộ Hình Thư. Hai bộ sách này được xem là cơ sở pháp chế quan trọng của triều đại nhà Trần. Còn cái phương diện rất quan trọng nữa, mà lại là nổi bật, rực rỡ, chính khách thứ nhất, ngoại giao thứ hai, quân sự thứ ba, thì ở phương diện thứ tư, văn hóa, viết sách, làm thơ, thì ông cũng là một tài năng xuất sắc. Không chỉ làm sách mà còn viết thơ. Những tác phẩm thi ca của Nguyễn Trung Ngạn bây giờ vẫn còn được tập hợp lưu trữ vào nhiều bộ thi tuyển. Và ngoài cái bài thơ nổi tiếng Tự Thuật, rất khéo léo, rất văn chương, biểu hiện cái tài năng văn chương, văn hóa của Nguyễn Trung Ngạn, thì chúng ta còn có một loạt bài thơ đi sứ. Và những bài thơ đi sứ của Nguyễn Trung Ngạn thì bây giờ vẫn được đánh giá là những thi phẩm xuất sắc. Để tóm tắt về bản thân mình, ông đã có một bài thơ như sau: Giới hiên tiên sinh tài lang miếu,
có chí nuốt trâu từ niên thiếu, tuổi mới 12 thái học sinh, vừa đến 16 dự đình thí, 24 tuổi làm quan gián, 26 tuổi xứ Yên Kinh. Với tài năng và những cống hiến cho dân, cho nước, năm 1342, Nguyễn Trung Ngạn được thăng chức hành khiển chi khu mật viện, tổ chức và quản lĩnh cấm quân. Cấm quân là lực lượng quân đội đặc biệt làm nhiệm vụ bảo vệ cấm thành, bảo vệ an toàn cho nhà vua, triều đình và hoàng gia. Trước đây, cấm quân thuộc Thượng Thư Sảnh, nay chuyển sang khu mật viện. Nhà vua giao cho Nguyễn Trung Ngạn trọng trách này, chứng tỏ ông không chỉ là người có khả năng quân sự mà còn là người rất trung thành. Năm 1351, ông được thăng chức nhập nội hành khiển chi khu mật viện. Cuối năm 1351, vua Dụ Tông ngự điện Thiên An duyệt cấm quân ở Long Trì. Nguyễn Trung Ngạn được ban mặc áo chiến bào, đội mũ võ, đeo thẻ bài gỗ, nghiên vàng để duyệt cấm quân, định loại hơn kém. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Trung Ngạn xuất hiện với tư cách là một võ tướng. Và Nguyễn Trung Ngạn đi theo nhà vua, tức là Tòng Trinh, nhưng mà ở cái cấp cận thần với cái chức trách ghi chép nhật lịch để phản ánh, để lưu trữ những hành động, những hoạt động quân sự của nhà vua tối cao thời nhà Trần. Nguyễn Trung Ngạn còn là người đứng đầu lực lượng cấm quân, được nhà vua cho phép và ban cho cái võ phục. Bây giờ không phải là quan văn nữa, mà thành một tướng bận võ phục và chỉ huy và kiểm soát và huấn luyện cái lực lượng cấm quân. Năm 51 năm kể từ khi thi đỗ Hoàng Giáp năm 1304-1355, Nguyễn Trung Ngạn đã phụng sự quan năm triều vua, từ Trần Anh Tông đến Trần Nghệ Tông. Trải qua nhiều chức vụ, từ chức thông giám đến tể tướng, ở đâu ông cũng là người thanh liêm, hết lòng tận tụy với công việc làm lợi cho dân, cho nước. Trong cuộc đời làm quan của mình, với tính cương trực, hai lần Nguyễn Trung Ngạn bị giáng chức. Song nhờ vào tài năng và phẩm chất thanh cao trong điều hành chính sự, giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp, ông lại được vua thăng chức. Con đường quan lộ đối với ông là khá hanh thông. Ông làm đến chức nhập nội đại hành khiển, loại cao nhất trong bảng trọng thần của triều đình. Ông được nhà vua và thượng hoàng giao nhiều trọng trách. Điều đáng nói là ở bất cứ cương vị nào, Nguyễn Trung Ngạn cũng là người thanh liêm, tận tụy, cần mẫn, hết lòng vì dân, vì nước, để lại tiếng thơm muôn thuở, niềm tự hào của các thế hệ người dân Hưng Yên. Ở cả bốn phương diện hoạt động chính trị, ngoại giao, quân sự, văn hóa, Nguyễn Trung Ngạn đều có những thành tựu xuất sắc. Trước tiên là tinh thần trung quân ái quốc. Đấy là những đạo lý của nho gia, nho học. Phương diện thứ hai là tinh thần sáng tạo, không chỉ dựa vào những khuôn mẫu có sẵn ở trong sách vở, mà cụ học, mà cụ đọc, mà cụ còn vượt lên trên cái đó. Chúng ta rất lấy làm lạ, ở cái tuổi mà còn rất trẻ, thậm chí còn rất nhỏ, cho đến tuổi trưởng thành, cho đến cả tuổi già, ở vào tuổi 70-80, ở chỗ nào, ở cương vị nào, ở địa phương nào, ở lĩnh vực nào mà cụ là người phụ trách, không bao giờ ngưng nghỉ cái việc sáng tạo. Đánh giá về Nguyễn Trung Ngạn, Trần Nguyên Đán, một công thần dưới triều Trần, ông ngoại của đại thi hào Nguyễn Trãi, có một bài thơ nổi tiếng: Cơ hành bính bính đại thôi ngôi,
cảnh ngưỡng dân quy hữu nhị đài, thành vật công thâm phù thái vận, kình thiên lực đại đỉnh lương tài, tùng quan nại tuyết thương nhan cựu, mai phán trùng xuân lão bút khai, lịch sự ngũ triều thiên tử thánh, tiệm nhiên châm hốt diện công hoài, dịch nghĩa sáng rực như sao bắt đầu, cao vời vợi như núi Thái Sơn, dân đều ngưỡng mộ hữu nhị đài. Việc đã thành công càng sâu, giúp cho vận hội thái hòa, chống nổi trời sức thật lớn, rõ bậc tài năng đĩnh đạc, như cây tùng không ngại tuyết, vẻ xanh vẫn như cũ, tựa cây mai lại gặp xuân, ngọn bút lão luyện muốn vịnh, trải thờ năm triều vua thánh, hiên ngang châm hốt xứng mặt tam công. Danh nhân Nguyễn Trung Ngạn mất năm 1370, thi hài được đưa về an táng tại làng Thổ Hoàng. Phần mộ của cụ nằm cách đền thờ khoảng 1 km về phía đông, được đặt ở cồn Con Nhạn với diện tích hơn 70 m². Với tài năng và phẩm hạnh vượt trội, với những cống hiến xuất sắc cho dân, cho nước, danh nhân Nguyễn Trung Ngạn đã và sẽ để lại tiếng thơm muôn thuở. Để tưởng nhớ và khắc ghi công ơn của ông, nhiều tỉnh, thành phố đã lấy tên của ông để đặt tên cho các trường học, đường phố, các công trình văn hóa. Hà Nội, Hưng Yên và nhiều tỉnh thành trên cả nước đã lập đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn. Tại Hà Nội, nơi danh nhân làm đại doãn kinh sư, có tới 7 đền thờ. Tại thôn Hoàng Cả, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, quê hương của cụ, đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn được xây dựng trên một khu đất cao đẹp, với diện tích gần 9.340 m². Đền thờ bao gồm các hạng mục: nghi môn, bình phong, cổng đền, lầu chuông, gác trống. Đây là công trình không chỉ đẹp về cảnh quan, uy nghi về kiến trúc, thể hiện được đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với các thế hệ tiền nhân, những người đã vì dân, vì nước của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Với những giá trị tiêu biểu đặc sắc về lịch sử văn hóa, ngày 1 tháng 10 năm 2020, đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận là di tích lịch sử. Với tài năng và nhân cách được ví sáng như sao bắt đầu, cao vời vợi như núi Thái Sơn, chúng ta có quyền hy vọng đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn không chỉ là một điểm đến hấp dẫn trên hành trình du lịch tâm linh của du khách thập phương, mà sẽ trở thành một địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống cách mạng, một trường học, một trường đời cho các thế hệ tiếp nối trên quê hương xứ Nhãn.